Ngọc Dung và Peter Vũ xin kính chào quý khán thính giả đến với Điểm tin Thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Cựu cố vấn của Hillary kêu gọi ông Biden từ bỏ cuộc đua tổng thống do cáo buộc về quấy rối tình dục. Cựu cố vấn của Hillary Clinton, Peter Dow, đã kêu gọi ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden từ bỏ cuộc đua tổng thống do có cáo buộc quấy rối tình dục từ cựu thư ký, theo tin từ Daily Caller. Trích dẫn bằng chứng mới về hành vi sai trái tình dục. Ông đầu người trước đây từng làm cố vấn cho cả hai cựu ngoại trưởng Hillary Clinton và John Kerry. Lập luận rằng đảng Dân Chủ đang coi nhẹ cáo buộc về quấy rối tình dục từ cựu trợ lý của ông Biden là cô Tara Reid. Ông Dow kêu gọi Biden nên rút lui, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng ông tôn trọng ý nguyện của người dân Mỹ, nhưng ông cho biết rằng ứng cử viên tổng thống bị cáo buộc tấn công tình dục có căn cứ đáng tin cậy là không đủ tiêu chuẩn để tranh cử, hoặc chúng ta không có tiêu chuẩn đạo đức. Ông dự đoán sẽ là thảm họa vào tháng 11. Tháng diễn ra cuộc bầu cử tổng thống, nếu để ông Biden đại diện cho đảng dân chủ trong cuộc đua này, ông đầu nói các ứng cử viên khác hoàn toàn có thể thay thế ông Biden, chẳng hạn như ông như thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Ông đầu cho rằng việc kêu gọi ông Biden rút lui phù hợp với cả chuẩn mực đạo đức cũng như là chiến lược thông minh để đánh bại ông Trump ông nói đảng dân chủ sẽ mất hết tư cách đạo đức nếu thỏa hiệp với cáo buộc tấn công tình dục ông đồng chỉ ra một số điểm trong đó đề cập đến quan điểm của mình về các cáo buộc tấn công tình dục khi cho rằng dù người bị tố cáo là người thuộc đảng phái nào thì đây là vấn đề nghiêm trọng điểm thứ hai là việc kêu gọi ông biden rút lui không đồng nghĩa với việc ủng hộ thượng nghị sĩ bernie sanders mà đó là lần ranh đỏ liên quan đến chuẩn mực đạo đức đây là lần ranh đỏ về đạo đức tấn công tình dục rõ ràng là đã vượt qua lần ranh đó tàu chiến mỹ áp sát quần đảo trường sa hãng tin usini dẫn thông cáo của trung tá green momsen Phát ngôn viên Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cho biết, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill ngày 29 tháng 4 đã tuần tra ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông. Thông cáo nêu rõ, hoạt động này khẳng định quyền hàng hải và tự do ở quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Một quan chức giấu tên của Hải quân Mỹ cho biết tàu USS Bunker Hill đã di chuyển trong phạm vi 12 hải lý quanh đá Gavin thuộc quần đảo Trường Sa. Đây là lần thứ hai trong tuần tàu chiến Mỹ thực hiện hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông. Trước đó, vào hôm 28 tháng 4, tàu khu trục USS Berry cũng tuần tra gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Thụy Điển muốn điều tra nguồn gốc NCOV và WHO. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP, Thụy Điển đang lên kế hoạch đề nghị EU điều tra nguồn gốc COVID-19. Khi tình hình dịch COVID-19 trên toàn cầu được kiểm soát, việc tổ chức một điều tra quốc tế độc lập nhằm tìm hiểu nguồn gốc và sự lây lan của NCOV là việc quan trọng và hợp lý. Bộ trưởng Y tế Thụy Điển Lina Halligrand, viết trong báo cáo trình lên quốc hội hôm 29 tháng 4. Một việc quan trọng nữa là điều tra toàn bộ quá trình xử lý đại dịch của cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Thụy Điển sẵn sàng nêu vấn đề này trong khuôn khổ hợp tác của Liên minh châu Âu EU. Bà Hallegren cho biết, Ngoại trưởng Thụy Điển Anne Lynn cũng cho rằng nên điều tra khu sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc. Cố vấn tổng thống Trump, phần lớn nước Mỹ sẽ trở lại bình thường vào tháng 6. Cố vấn của tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner, dự đoán rằng phần lớn nước Mỹ sẽ trở lại bình thường vào tháng 6. Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ thấy các bang mở cửa trở lại vào tháng 5 này. Tháng 5 sẽ là một tháng chuyển tiếp. Mọi người sẽ thấy rất nhiều bang sẽ bắt đầu giai đoạn mở cửa khác nhau dựa trên các hướng dẫn an toàn mà Tổng thống Trump đã nêu ra ngày 19 tháng 4. Ông Kushner phát biểu trên chương trình Fox and Friends hôm 29 tháng 4. Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ thấy sang tháng 6, rất nhiều khu vực của đất nước sẽ trở lại bình thường và hy vọng là vào tháng 7 đất nước chúng ta sẽ thực sự chuyển mình trở lại. Ông Kushner nói thêm trong cuộc phỏng vấn. Trung Quốc tuyên bố không quan tâm việc can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ. Reuters đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng hôm nay tuyên bố Bắc Kinh không quan tâm việc can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ sau khi ông Trump nói rằng Trung Quốc sẽ làm bất cứ điều gì để khiến ông thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng diễn ra vào tháng 11. Bầu cử tổng thống Mỹ là vấn đề nội bộ, chúng tôi không quan tâm đến việc can thiệp vào điều này, ông cảnh tuyên bố. Hàn Quốc lần đầu không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nội địa. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc KCDC hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 4 ca nhiễm NCOV ngoại nhập và lần đầu tiên không báo cáo ca nội địa mới nào kể từ ngày 29 tháng 2. 4 ca nhiễm NCOV mới cũng là mức thấp nhất trong hơn 2 tháng. Hiện Hàn Quốc ghi nhận 10.765 ca nhiễm COVID-19, trong đó 247 người đã tử vong. Mỹ hối thúc Trung Quốc cho tiếp cận phòng thí nghiệm virus. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm thứ Tư một lần nữa lên tiếng đề nghị chính quyền Trung Quốc tạo điều kiện cho quốc tế tiếp cận phòng thí nghiệm về virus học của họ ở Vũ Hán. Nói rằng thế giới cần phải hiểu đại dịch COVID-19 bắt nguồn như thế nào và Bắc Kinh có nghĩa vụ phải minh bạch theo Reuters. Chúng tôi vẫn chưa tiếp cận được Thế giới vẫn chưa tiếp cận được. Viện Virus học Vũ Hán. Ở đó, chúng tôi không biết một cách chính xác virus này có nguồn gốc ở đâu. Ông Pompeo nói trong một cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Hôm 15 tây tháng 4, Tổng thống Trump nói rằng chính phủ Mỹ đang điều tra nghi vấn NCOV xuất phát từ phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán. Người đứng đầu phòng thí nghiệm này nói với Reuters rằng những nghi ngờ đó là không có cơ sở thực tế. Hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ chưa có người nhiễm ncov. Tính tới thứ năm, mặc dù đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã lây nhiễm hơn 30 triệu người trên khắp thế giới, nhưng vẫn còn 34 quốc gia và lãnh và vùng lãnh thổ báo cáo rằng họ chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với ncov theo SBS News. Trong số đó có nước Comoros và Lesotho ở châu Phi, Tajikistan và Turkmenistan ở Trung Á và các quốc đảo nhỏ xa xôi ở Thái Bình Dương như Nauru, Kiribati và quần đảo Solomon. Kể từ ngày 20 tháng 4 cho tới hôm nay, virus Vũ Hán đã xâm nhập 213 trên 247 quốc gia và vùng lãnh thổ được Liên hiệp quốc công nhận. Tuy nhiên, có những quốc gia rất khó kiểm chứng được thông tin rằng họ có nhiễm bệnh hay không, trong đó Triều Tiên là một ví dụ. Chính sách Hoa Kỳ tuyên bố trừng phạt Trung Quốc cho đến khi đạt được ba điều Trung Quốc sẽ phải gặp khó khăn trong việc kinh doanh với Hoa Kỳ tài sản của các quan chức có trách nhiệm thông báo bùng phát dịch sẽ bị thu giữ cùng nhiều biện pháp pháp khác. Vào ngày 27 tháng 4 trong chương trình câu chuyện The Story của hãng Fox News, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ ông Lindsey Graham tuyên bố sẽ trừng phạt Trung Quốc cho đến khi nước này hợp tác hoàn toàn diệt bất kỳ cuộc điều tra nào về nguồn gốc của virus Vũ Hán, đóng cửa thị trường, động vật, hoang dã và giải phóng những người ủng hộ dân chủ Hồng Kông đã bị bỏ tù từ khi virus Vũ Hán bùng phát. Chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc cho đến khi họ thực hiện ba điều đó, ông Graham khẳng định. Ông nói thêm rằng các lệnh trừng phạt sẽ thu giữ tài sản của các quan chức Trung Quốc có trách nhiệm không báo cáo về đại dịch. Chúng tôi sẽ cắt Trung Quốc khỏi các tổ chức tài chính Hoa Kỳ chúng tôi sẽ đóng cửa du lịch visa vào Hoa Kỳ cho sinh viên Trung Quốc chúng tôi sẽ đóng cửa Mỹ với Trung Quốc nền kinh tế Trung Quốc và chúng tôi sẽ làm cho họ khó khăn trong việc kinh doanh tại Hoa Kỳ cho đến khi họ hợp tác hoàn toàn đóng cửa các thị trường động vật hoang dã và giải phóng những người ủng hộ dân chủ Hồng Kông ông Graham cho biết Mỹ bác tin Trung Quốc trục xuất tàu khu trục ở Hoàng Sa tàu khu trục USS Barry DDG-52 đã tiến hành hoạt động tự do hàng hải trong vùng lân cận chuỗi đảo ngoài khơi Việt Nam, Bắc Kinh ngày 24, ngày 28 tháng 4 tuyên bố đã bố trí tàu và máy bay để theo dõi xác minh, xác định và trục xuất con tàu này. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ xác nhận với USNI News, trang tin của Học viện Hải quân Mỹ, rằng tàu khu trục USS Barry đã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo do hàng hải gần quần đảo Hoàng Sa theo đúng kế hoạch mà không gặp bất cứ bất kỳ sự cố nào việc an toàn và thiếu chuyên nghiệp từ máy bay hoặc tàu chiến Trung Quốc. Úc quyết điều tra Covid-19. The Guardian đưa tin thủ tướng Scott Morrison hôm nay phát biểu Úc sẽ tiếp tục đeo đuổi điều tra về nguồn gốc virus corona bất chấp đe dọa tẩy chay kinh tế của Trung Quốc. Úc tất nhiên sẽ tiếp tục theo đuổi hành động hợp lý và đúng đắn. Đây là loại virus đã cướp đi hơn 200.000 sinh mạng trên thế giới. Ông nói với các phóng viên Canberra, bây giờ có vẻ như hoàn toàn hợp lý và đúng đắn khi thế giới muốn có một đánh giá độc lập về dịch bệnh đã xảy ra như thế nào để chúng ta có thể rút bài học và ngăn chặn nó xảy ra một lần nữa. Thủ tướng Úc nói thêm, gần đây Úc liên tiếp khẳng định lập trường của mình bất chấp áp lực từ phía Bắc Kinh. Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham và Ngoại trưởng Mary Payne cũng bảo vệ và đề xuất Úc là cần tổ chức một cuộc điều tra quốc tế độc lập về COVID-19. Hôn thê của Thủ tướng Anh sinh con trai, theo tờ Mirror bà Carrie Simon, hôn thê của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã sinh một bé trai mạnh khỏe tại Bệnh viện London sáng nay, Cả mẹ và bé đều rất khỏe, phát ngôn viên thủ tướng An Boris Johnson và bà Carrie Symonds cho biết vì vì vị hôn thê sinh con nên ông Johnson sẽ không chủ trì cuộc họp báo về Covid-19. Hôm nay là người thay thế ông là ngoại trưởng Dominic Raab. Cháy công trường xây dựng Hàn Quốc 25 người thiệt mạng. Theo hãng tin Yonhap, 25 công nhân đã thiệt mạng, ít nhất 7 người bị thương trong vụ cháy công trường xây dựng ở thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc vào khoảng 11 giờ 32 hôm nay, Icheon là nơi đặt trụ sở của SK Hynix Inc, công ty sản xuất chip, DRAM lớn thứ hai thế giới cùng lượng lớn các nhà kho và doanh nghiệp bán lẻ. Nhà chức trách nghi ngờ nguyên nhân vụ cháy là do tai nạn nổ bất ngờ khi sử dụng urethane, một hóa chất dễ cháy nổ trong quá trình thi công tại khu vực ngầm. Lửa dường như đã lan rất nhanh đến các nạn nhân đã không kịp chạy thoát, một lính cứu hỏa nói. Bắc Kinh nói đã trục xuất tàu Mỹ khỏi biển Hoàng Sa. Chính quyền Trung Quốc nói rằng hôm thứ Ba họ đã bố trí tàu và máy bay để theo dõi xác minh và xác định trục xuất một tàu chiến Hoa Kỳ hoạt động ở khu vực biển thuộc quần đảo Hoàng Sa, USNI đưa, News đưa tin. Những hành động khiêu khích của về phía Hoa Kỳ đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và lợi ích an ninh của trung quốc cố tình gia tăng rủi ro cho an ninh khu vực để có thể dễ dàng gây ra sự cố bất ngờ theo một tuyên bố quân đội trung quốc được scmp dẫn lại trong khi đó các quan chức hải quân hoa kỳ đã xác nhận với news rằng tàu khu trục tên lửa dẫn đường uss berry đã tiến hành một hoạt động tự do hàng hải trong vùng biển ngoài khơi việt nam Mỹ thắt chặt xuất khẩu công nghệ sang Trung Quốc. Hoa Kỳ đã đưa tin quy định mới thắt chặt kiểm soát xuất khẩu để ngăn chặn các công ty Mỹ bán các sản phẩm và công nghệ có thể giúp Bắc Kinh gia tăng sức mạnh quân sự theo SCMP. Theo đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã đưa ra các quy tắc mới mở rộng phạm vi của các sản phẩm phải được xem xét bởi các cơ quan quản lý an ninh quốc gia trước khi được xuất ra nước ngoài, quy định mới chỉ rõ bất kỳ sản phẩm nào có thể được sử dụng hỗ trợ, đóng góp cho các hoạt động quân sự và giúp thiết lập bảo trì sửa chữa đại tu tân trang phát triển hoặc sản xuất các mặt hàng quân sự sẽ phải xin giấy phép xuất khẩu với sự đồng ý của cơ quan quản lý an ninh ngoài Trung Quốc, quy định này sẽ được áp dụng cho Venezuela và Nga. Người Triều Tiên không nói hoặc không biết chuyện Kim mất tích những người đào thoát khỏi Triều Tiên cho biết khi họ bí mật liên lạc với những người thân và bạn bè ở Bắc Hàn, thì những người này hoặc không hay biết những đồn đoán quốc tế về sức khỏe của nhà lãnh đạo Kim Trung Un hoặc không muốn nói về chuyện này. Theo bản tin hôm thứ Ba của Reuters, hai người đào thoát nói với Reuters rằng một số người thân của họ ở Triều Tiên không biết rằng Kim đã mất tích trong gần hai tuần qua. Một số khác thì cho biết họ không muốn thảo luận về vấn đề này. Số còn lại đột ngột cúp máy khi nghe đề cập tới sức khỏe của vị lãnh đạo tối cao ở Bắc Hàn. Một người đào thoát khác nói rằng bạn bè của họ ở Bắc Hàn vẫn thảo luận kín với nhau về việc ông Kim mất tích khỏi các sự kiện lớn của đất nước thời gian vừa qua nhưng không biết nhiều sự tình này về việc này. Sierra đánh bom xe ít nhất 46 người chết. Hôm thứ ba, một vụ đánh bom xảy ra tại một thành phố phía bắc Sierra đã giết chết ít nhất 46 người. Trong đó có 6 tay súng của lực lượng quân sự thổ nhĩ kỳ hậu thuẫn theo SBS News. Vụ đánh bom nhắm vào một xe tải chở nhiên liệu xảy ra ở một ngôi chợ thuộc thành phố Afrin đã giết chết ít nhất 46 người bao gồm cả dân thường và làm bị thương 50 người khác theo ông Rami Abdulrahman người đứng đầu tổ chức theo dõi nhân quyền Syria có trụ sở hoạt động ở Anh, ông Ram cho biết số thương vong có thể sẽ cao hơn nữa vì nhiều người bị thương sau khi vụ đánh bom đang ở tình trạng nguy kịch. Hiện chưa rõ thủ phạm đánh bom, SBS News cho hay đây là một trong những vụ đánh bom lớn nhất xảy ra ở Afram kể từ khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng được Akara hỗ trợ giành quyền kiểm soát vùng đất từ tay của lực lượng người Kurd vào Tháng ba 2018, Kim Jong Un đang sống khỏe tại biệt thự ven biển. Những bức ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể đang nghỉ ngơi tại một khu nghỉ mát ven biển sang trọng nằm trên bờ biển phía đông bắc của Bắc Hàn. Bất chấp các tin đồn rằng ông đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, theo Fox News. Hôm thứ ba, NK Pro trang web chuyên theo dõi Triều Tiên thông tin rằng hình ảnh vệ tinh thương mại gần đây cho thấy những chiếc du thuyền xa xỉ thường được Kim Jong Un sử dụng đang đậu gần biệt thự của ông ở Wonsan. Ông ấy đang nghỉ dưỡng tại khu vực Wonsan kể từ ngày 13 tháng 4. Chung In Moon Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói với Fox News, không có chuyển động đáng ngờ nào được phát hiện ở Triều Tiên cho đến nay. John Hạp đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm thứ Tư nói rằng Hoa Kỳ vẫn chưa nhìn thấy ông Kim Jong-un xuất hiện và đang tiếp tục theo dõi sát những vấn đề ở Triều Tiên không chỉ xung quanh chuyện sức khỏe của lãnh đạo Bắc Hàn. Xuất hiện bệnh lạ ở trẻ em nghi liên quan đến Covid-19. Các bác sĩ ở nhiều nơi trên thế giới đều đang báo cáo về việc có nhiều trẻ em mắc một loại bệnh lạ hiếm gặp và có khả năng gây tử vong. Họ nghi ngờ rằng bệnh lạ này có liên quan tới virus Vũ Hán. Theo bản tin hôm thứ tư của The Guardian, bệnh lạ được phát hiện ở hơn 100 trường hợp thuộc sáu quốc gia hiện đang là điểm nóng của COVID-19, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Các ca bệnh đầu tiên được phát hiện trong tuần này bắt đầu từ một số trẻ em có biểu hiện sốc độc cùng với triệu chứng của một bệnh của bệnh Kawasaki, một loại rối loạn viêm ảnh hưởng đến mạch máu tim và các cơ quan khác trong cơ thể. Cho đến nay, có 19 trẻ em ở Anh mắc bệnh lạ và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Bộ trưởng Y tế Pháp Olivia Varen hôm thứ Tư nói rằng nước ông cũng phát hiện hàng chục trẻ em mắc bệnh lạ. Hàn Quốc hỏa hoạn khiến gần 40 người thiệt mạng. Ít nhất 38 công nhân đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương hôm thứ tư trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một công trường xây dựng nhà kho nằm ở vùng lân, cộng, lân cận thủ đô Seoul của Hàn Quốc. John hạp đưa tin nhân viên cứu hỏa cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra lúc hơn một giờ chiều tại một nhà bốn tầng ở thành phố Itaewon cách Seoul 80 km về phía đông nam lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy vào lúc 6 giờ 42 tối. Trong số những người bị thương, có 8 trường hợp đang ở tình trạng nguy kịch. Các quan chức địa phương thông tin. Mỹ không dấu hiệu về Kim Jong-un, nhưng Triều Tiên có nguy cơ đói kém thật sự. Mỹ không bắt được tín hiệu nào từ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và đang theo dõi sát sau các báo cáo về sức khỏe của ông ta. Hãng Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết hôm thứ Tư ngày 29 tây tháng 4. Đồng thời Ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm có nguy cơ đói kém thật sự tại Triều Tiên giữa bối cảnh virus Vũ Hán đang hoành hành khắp nơi trên thế giới. Truyền thông Triều Tiên đã không đưa tin về chỗ ở của Kim kể từ khi ông chủ trì một cuộc họp vào ngày 11 tháng 4 gây ra những đồn đoán về sức khỏe của ông ta đã dấy lên những lo ngại về sự bất ổn của quốc gia trang bị vũ khí hạt nhân có thể ảnh hưởng tới các nước Bắc Á khác cũng như Hoa Kỳ. Chúng tôi không thấy ông ta. Chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào để đưa ra vào ngày hôm nay. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ. Ông Pompeo nói với hãng Fox News sau khi được hỏi về các tin tức mâu thuẫn về sức khỏe của Kim Jong-un. Ông Pompeo cho biết Hoa Kỳ cũng đang giám sát tình hình ở Triều Tiên, quốc gia có biên giới với Trung Quốc, trong bối cảnh những rủi ro hiện hữu từ dịch virus corona. Có một nguy cơ thực sự là sẽ có một nạn đói, thiếu hụt lương thực. Cũng ngay bên trong Triều Tiên, ông bổ sung, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ từng vấn đề một vì chúng ta có tác động, vì chúng có tác động thực sự với nhiệm vụ của chúng tôi đã đề ra nhằm mục đích tối hậu là phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Lebanon, người biểu tình và an ninh đụng độ trong đại dịch. Vào đêm thứ ba, bất chấp lệnh phong tỏa vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, người Lebanon vẫn tiếp tục xuống đường để bày tỏ sự bất nản với khủng hoảng kinh tế kéo dài và đã đối đầu với các lực lượng an ninh trong ngày biểu tình thứ hai của họ. Tại, theo AFP, tại thành phố Squaffle phía bắc Lebanon, người biểu tình đã ném đá vào các lực lượng an ninh sau khi lực lượng này bắn hơi cay và đạn cao su để giải tán họ. Có khoảng 60 người bị thương. Trong cuộc đụng độ này có 40 người khác thuộc lực lượng an ninh. Hành động chống lại lực lượng an ninh ở thành phố Squaffle xảy ra sau khi một người biểu tình ở thủ đô Tripoli bị cảnh sát bắn chết. Nghị sĩ Nga bác bỏ những suy đoán về sức khỏe của Kim Jong-un. Hai nghị sĩ Nga đã bác bỏ những đồn đoán về sức khỏe của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nói rằng họ đã liên lạc với các nhà ngoại giao Bình Nhưỡng. Hãng tin Yohap ngày 29 tháng 4 dẫn truyền thông Nga, ông Kazbe TCV, nghị sĩ thuộc Hạ viện Nga, đồng thời là người đứng đầu nhóm phụ trách quan hệ với các quốc hội Triều Tiên, hôm thứ Ba, ngày 28 tháng 4 rằng ông Kim Jong-un vẫn tiếp tục làm việc như trong các tờ báo nói về hoạt động của ông. Theo thông tin TASS, trước đó, Tổng thống xã Trung ương điều Triều Tiên KCNA đã công bố thư này ngày 27 tháng 4 do lãnh đạo Kim Trung ương gửi tới Tổng thống Nam Phi Soro Samaphosa để chúc mừng ngày tự do, ngày lễ được tổ chức hàng năm tại Nam Phi vào ngày 27 tháng 4. Chủ tịch Ủy ban Chính sách khu vực thuộc Hội đồng Liên bang Thượng viện Nga Oleg Munich trên cô cùng hạ mức quan trọng với những suy đoán về sức khỏe của Kim Jong Un sau cuộc hội đàm với đại sứ Triều Tiên tại Nga Shin Jong Jo. Ông Minikenjo nói rằng không có căn cứ để đánh giá Kim Jong Un có vấn đề về sức khỏe. Hãng thông tấn RIA Novosti đưa thông tin vào thứ ba. Ông cho rằng nếu Kim bị bệnh nặng, Bình những dứt khoát sẽ thông báo cho Nga. Kim Trung Un đã vắng mặt trước công chúng sau khi ông ta tham dự một cuộc họp của Bộ Chính trị Lao động ngày 11 tháng 4, rộ lên tin đồn về sức khỏe của Kim sau khi ông dường như vắng mặt trong chuyến thăm Cung điện Mặt Trời. Kim Su Sen nhân dịp ngày sinh ở ông nội của ông ta, cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Chu Sung. Kim Nhật Thành vào ngày 15 tháng 4. Những suy đoán về sức khỏe của Kim Jong-un vẫn tiếp diễn, bất chấp phía Hàn Quốc quả quyết không có gì bất thường với Triều Tiên. Mỹ và Hàn Quốc phái 6 máy bay trinh sát tới Triều Tiên, video giả về Kim Trung Âu qua đời lan truyền tại khu biên giới. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trung un còn sống hay chết và tung tích của ông đang là tâm điểm chủ ý đến truyền thông thế giới. Vài ngày qua, quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã phái 6 máy bay trinh sát đến Bắc Triều Tiên tuần tra trong một ngày. Du luận cho rằng một trong những mục đích của động thái này là để tìm ra dấu vết của Kim Trung Ương. Đồng thời một đoạn video nói về Kim Trung Ương đã qua đời cũng bắt đầu lan truyền ở Bắc Triều Tiên, khu vực gần biên giới Trung Quốc. Đoạn video ngắn này dài khoảng 5 phút trông giống như một thực hiện bằng cách ghép một số ảnh quay được đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên KCTV đưa tin trước đây và là video giả mạo. Chính phủ Bắc Triều Tiên không công khai bác bỏ những tin đồn này mà đưa tin về một số hoạt động chính trị liên quan đến Kim Jong Un nhưng không công bố bất kỳ hình ảnh nào hoặc video nào về ông. Gần đây, truyền thông Hàn Quốc Chosun Ipo đưa tin rằng một vệ tinh phát hiện gần đây đã chụp được Bóng dáng của Kim Jong-un ở thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon-do, cho thấy ông đang cưỡi ngựa gần biệt thự, còn chụp cả ảnh một số quan chức đang lái mô tô nước. Bài báo có phân tích về nếu sức khỏe của Kim Jong-un bất thường, gia đình Kim Jong-un hoặc cán bộ cao cấp Bắc Triều Tiên không thể lái xe mô tô trước giải trí như thế. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 25 tháng 4, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham đã bình luận về những tin đồn gần đây về tình trạng nguy kịch của Kim Jong Un. Ông nói rằng nếu ông ấy không chết hoặc là không rời vào tình trạng thực vật, tôi sẽ bị sốc vì đối với một xã hội khép kín như vậy. Nhưng tin đồn như thế sẽ không được phép tồn tại quá lâu hoặc không có phản hồi nào. Úc quyết điều tra virus corona dù Trung Quốc dọa tẩy chay kinh tế. Bộ trưởng Thương mại và Bộ trưởng Ngoại giao Úc khẳng định sẽ thúc đẩy cuộc điều tra về nguồn gốc virus corona Vũ Hán cho dù Trung Quốc đe dọa trừng phạt kinh tế. Hôm 28 tháng 4, Bộ trưởng Mại Úc Simon Birmingham tiếp tục khẳng định quan điểm của Australia về việc kêu gọi cộng đồng quốc tế mở cuộc điều tra độc lập để virus corona Vũ Hán, theo hãng tin Routers. Đồng thời, ông nhấn mạnh Australia không đánh đổi lợi ích kinh tế với sức khỏe cộng đồng và cuộc điều tra này là cần thiết để tránh xảy ra trường hợp tương tự trong tương lai. Chúng tôi không thay đổi quan điểm về vấn đề sức khỏe của cộng đồng. Bất kỳ trước sức ép hay mối đe dọa nào, chúng tôi chỉ thay đổi chính sách khi liên quan đến an ninh quốc gia, Bộ trưởng Birmingham nói. Trước đó, hôm 19 tháng 4, Ngoại trưởng Maurice Payne tuyên bố Úc tán đồng kêu gọi của mỹ về cuộc điều tra độc lập liên quan đến nguồn gốc virus corona và cách trung quốc xử lý khủng hoảng khi dịch bệnh vừa bùng phát theo hãng abc cần phải có một cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân gây đại dịch để đảm bảo rằng chúng ta có thể ngăn chặn điều tương tự diễn ra trong tương lai đây là hành động trách nhiệm tối thiểu mà mọi người mong đợi và chính phủ australia sẽ tiếp tục làm việc với tất cả các nước trên thế giới để cố gắng đạt được mục tiêu này ngoại trưởng úc penn nói Trung Quốc đe dọa tẩy chay Úc. Trong khi đó, Trung Quốc ra sức phản đối. Ý tưởng này cho rằng đây là hành động mang động cơ chính trị. Đại sứ Trung Quốc tại Úc, Chin Ye Chen hôm 27 tháng 4 đe dọa rằng Australia phải gánh chịu thiệt hại về kinh tế khi theo đuổi ý tưởng này. Ông Chen nhấn mạnh, người tiêu dùng Trung Quốc có thể tẩy chay thịt bò, rượu vang, du lịch và các trường đại học Úc. Đại sứ Chin Ye Chen thanh, thanh kinh nghiệp nói, có thể người dân Trung Quốc sẽ hỏi rằng tại sao chúng ta uống rượu vang và ăn thịt bò của Úc, theo tờ The Australian Financial Review. Trung Quốc hiện là đối tác kinh tế lớn nhất của Úc với kim ngạch thương mại 2 triệu. 2 triệu đạt 235 tỷ đô là Australia chiếm hơn 20% kim ngạch thương mại Australia với nước ngoài. Peter Vũ và Ngọc Dung xin kính chào tạm biệt. Quý thính giả xin hẹn quý vị vào tuần sau.